Đây là chủ nghĩa vị lai, hay còn gọi là trường phái vị lai. Trường phái vị lai, hay tên tiếng Anh của nó là Futurism, là một trào lưu nghệ thuật xuất hiện vào đầu thế kỷ 20. Trường phái này tán dương thế giới hiện đại, đặc biệt là văn minh đô thị, máy móc và bỏ đi những cái truyền thống. Động cơ của việc khai sinh chủ nghĩa vị lai đến từ sự chán ghét những giá trị xưa cũ truyền thống, vốn đi theo nước Ý từ những ngày hào quang, thời kỳ phục hưng và La Mã cổ đại. Những người theo chủ nghĩa vị lai vì thế khẳng định sự theo đuổi cực đoan một hiện thực trẻ trung, năng động và mạnh mẽ. Họ cổ suý cho những cải tiến về công nghiệp và máy móc, đồng thời tin tưởng về một tương lai của cuộc sống đô thị và công nghệ, thứ được mô tả trong bản tuyên ngôn là phi đạo đức và phi truyền thống.